Chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã tổ chức buổi gặp mặt động viên 35 thí sinh lọt vào vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi du lịch Tây Bắc Sapa 2023. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Sapa đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi du lịch Tây Bắc Sapa 2023, gửi lời chúc mừng động viên đến 35 thí sinh đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Mong rằng thành công từ cuộc thi sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Sapa và cả Tây Bắc đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. Với chủ đề Vẻ đẹp hương sắc vùng cao, vòng chung kết Hoa khôi du lịch Tây Bắc Sapa 2023 được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 tại thị xã Sapa.